Tiếp theo thì anh sẽ giải đề của K2 ngày 9 tháng 6. Đề của K2 này thì theo đánh giá của anh nó khá là dài. Đây là cái thứ nhất và có một số câu thì nó được thiết kế hơi đặc biệt. Cho đó mà có thể gây ra, khi mà các bạn giải thì có thể gây ra những sai sót trong quá trình làm. Cái câu đầu tiên là câu thứ nhất. Thì cho câu nhất là câu một câu tìm khoảng tăng giảm và cực trị của hàm số. Tuy nhiên thì cái câu này cho cái hàm Elbit khá là dài. Và việc chúng ta đạo hàm ra thì ra được một cái hàm rất là cồng kềnh ở dưới đây. Trong cái phần tìm cái khoảng tăng giảm cực trị thì chúng ta đầu tiên bước đầu tiên chúng ta đi tìm tập xác định. Thì trong trường hợp này thì hàm arccode, arctang hay hàm len thì đều có tập xác định là R, nên là chúng ta sẽ để tập xác định của cái hàm Elbit là R. Tiếp đó là chúng ta tính đạo hàm khá là cồng kềnh. Nhưng mà các bạn cũng phải lưu ý trong trường hợp này thì khi mà người ta ra đề như này thì chắc chắn là các thành phần sau khi đạo hàm nó bị triệt tiêu cho nhau. Và cụ thể trong trường hợp này chúng ta thấy là ở dưới này chúng ta có thấy có rất nhiều thành phần mà có chung mẫu số, nên chúng ta sẽ gộp lại. Nhưng chúng ta gộp lại thì chúng ta sẽ thu được là biểu thức trên tử là 2x bình mà trừ 10x cộng với 1/2 và cộng 10x. Tuy nhiên trừ 10x và cộng 10x lúc này bị triệt tiêu. Và trên tử chỉ còn lại là 2x bình mà cộng 1/2. Thì lúc này nó sẽ bằng một nửa của 1 cộng 4x bình. Như vậy thì sau khi mà giảm bớt đi thì nó sẽ là trừ 1/2, cả dấu trừ đây. Và trừ 1/2 với cả 1/2 ở bên ngoài này thì nó sẽ bị triệt tiêu hết. Như vậy là biểu thức chỉ còn lại là 2x trừ 6 nhân arctang của 2x. Thì tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta đặt 1 chia cho căn 3 ra ngoài thì lúc này bên trong ngoặc lúc này nó là 2x trừ 6. Và ta thấy ngay nhân tử chung 2x trừ 6 ta nhóm hẳn ra ngoài. Và chúng ta sẽ có được là arctang 2x trừ 6 nhân với arctang 2x mà trừ 1/3. Vậy nếu mà cho f(x) bằng 0 thì chúng ta giải được một nghiệm x bằng 3. Và một nghiệm khác thì lúc này nó sẽ là arctang của x bằng 1 trên căn 3. Nên x lúc này bằng cotang của 1 trên căn 3. Và giải cụ thể ra thì ra được một nghiệm x bằng 3 và một nghiệm x bằng 1/2 cotang của 1 trên căn 3. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng đến phương pháp vẽ bảng biến thiên để chúng ta làm. Hoặc nếu các bạn nào có thể giải theo phương pháp xét dấu của f(2x) của đạo hàm cấp 2 của hàm dấu f(x) cũng được. Trong trường hợp này nếu mà chúng ta dựa vào bảng biến thiên thì chúng ta xác định được một cực tiểu và một cực đại. Và cái khoảng tăng giảm hàm số lúc này sẽ tăng trên cái khoảng từ 1 chia căn 2 đến 1 chia căn 2, 1/2 cotang của 1 trên căn 3 đến 3. Và lúc này sẽ giảm trên khoảng là trừ vô cùng đến 1/2 cotang của 1 trên căn 3 và cái khoảng từ 3 đến dương cùng. Tuy nhiên thì có vẻ là phần xét dấu này các bạn cũng hơi thắc mắc. Thì trong trường này chúng ta để ý đến cái hàm f(x) mà chúng ta tính ra được. Thì trong cái khoảng từ 3 đến dương cùng hàm này sẽ mang dấu âm. Lý do là lúc đó thì x lớn hơn 3, x lớn 3 thì 2x-6 sẽ dương. Trong trường hợp đó thì arctang của x lúc này nó là một hàm nghịch biến. Thì chúng ta cũng biết được cái đạo hàm của nó là nó sẽ mang dấu âm. Do đó nó sẽ làm nghịch biến. Mà nghịch biến thì khi mà x lớn hơn lớn 3 thì hàm lớn hơn 1/2 cotang của 1 trên căn 3 thì hàm này sẽ mang dấu âm. Và khi đó thì dấu dương và một cái dấu âm thì nó sẽ ra được dấu âm. Và tiếp theo là khi mà trong khoảng từ 1/2 cotang của 1 trên căn 3 đến 3 ấy thì hàm 2x trừ 6 sẽ mang dấu âm bởi vì nhỏ x nhỏ hơn 3. Và hàm này thì lúc này nó vẫn mang dấu âm bởi vì lúc này x lớn hơn 1/2 cotang của 1 trên căn 3. Thì tương tự chúng ta có thể xét cho phần còn lại. Và cuối cùng thì chúng ta có thể kết luận được cực đại, một cực đại và một cực tiểu của hàm số này. Tuy nhiên là trong phần y cực đại và y cực tiểu thì nếu mà chúng ta thay được vào thì chúng ta thay vào chúng ta tính toán ra giá trị cụ thể. Chúng ta phải tính toán ra các giá trị cụ thể của bài này.